Kính thưa bà con, hôm nay Hà Đồng sẽ quay trở lại tiếp tục giới thiệu với bà con cái dòng bát quái khung 40x60 dài 20m. Đây là hàng lưới ethylene, mắt lưới của nó là 0.3mm. Đây là hàng bát quái loại hàng thừa chứ không phải là hàng phổ thông. Bà con nhớ nha, hàng này là hàng thừa, làm theo yêu cầu cho bà con. Và đây là một trong những sản phẩm mà Hà Đồng làm trong kho, có lưu trong kho, nên bà con đặt số lượng thì bà con phải liên hệ anh em với Hà Đồng. Đây là một trong những sản phẩm thưa với bà con là đang đánh bắt rất là hiệu quả. Đấy, đây hôm nay là khách về xem trực tiếp và có đặt đúng 10 sản phẩm. Đấy, bà con xem quan sát ở đầu đang giới thiệu. Khách tất. Chẳng tha con gì. Chỉ cần làm hai cái như này thôi, đánh là ăn lo rồi, ăn ốm rồi. Chặt ngang con sông thôi. Cái này ông già người ta còn mua về còn đánh vài cái được thì mình. Cái khung lưới của nó là 40x60 này nó phù hợp, nó vừa phải, nó cái độ cao nó vừa phải, vì thế mà đánh bắt của cái dòng này nó rất là hiệu quả cho bà con, tại vì nó tận thu được là tôm, tép, gạo nhỏ nhất. Những cái dòng này á, bà con nhớ là khi bà con mua tầm một đến vài sản phẩm là đánh bắt là tôm, tép rất là nhiều rồi, thì đánh được tôm, tép, cua, cá, lươn, trạch. Đấy, khung như thì khung 40x60 là đấy, như A Đồng nói thì rồi nó giới thiệu bà con này nó hợp lý lắm bà con ạ. Một trong những cái sản phẩm mà đang bán chạy trên trong kho của Hà Đầu. Ngoài ra thì Hà Đầu còn cung cấp cho bà con tất cả những sản phẩm hàng ethylene và hàng lưới của Trung Quốc. Thì hôm nay là khách về đây xem hàng trực tiếp để thấy được là những cái dòng sản phẩm này nó như thế nào. Thì đây là hàng thừa, vì thế mà khi bà con đến với Hà Đầu là được ăn những cái hàng thừa như thế này, nó rất là tốt và đảm bảo cho bà con. Đấy, tiện thể thì cho khách hàng xem luôn những cái sản phẩm lưới của hàng Trung Quốc. Hà Đầu cung cấp ra thị trường rất đa dạng, nên bà con khi cần bà con cứ Zalo Hà Đầu, Hà Đầu sẽ tư vấn cho bà con.